Hello, xin chào toàn thể anh chị, chào mừng anh chị trở lại với kênh Ichimoku Stock để cùng em Nhất trong một cái video tổng kết về diễn biến VN-Index ở trong phiên ngày hôm nay anh chị nhé. Đặc biệt một cái phiên hồi phục tương đối tích cực ở trong ngắn hạn thời điểm hiện tại. Vậy thì cái cơ hội và rủi ro đối với thị trường ở trên kênh ngắn, trung và dài hạn đối với VN-Index diễn biến như thế nào? Chúng ta cùng nhau tổng kết với phiên ngày hôm nay anh chị nhé. Đặc biệt nếu anh chị có mã cổ phiếu nào cần sự hỗ trợ, anh chị có thể bình luận phía bên dưới phần mô tả. Để em Nhất có thể là chia sẻ góc nhìn về các mã cổ phiếu mà anh chị đang quan tâm anh chị nhé. Anh chị theo dõi video, nếu thấy hữu ích anh chị nhớ giúp anh em một like, một tim để ủng hộ cho kênh, cũng như là khích lệ tinh thần em Nhất và anh em trong team ở trên kênh anh chị nhé. Thời gian gần đây thì Nhất cũng chia sẻ anh chị rồi, vào cuối phiên thì Nhất sẽ làm những cái video tổng kết về diễn biến thay vì live stream do đường truyền nó tương đối yếu ở thời điểm hiện tại, thì rất mong anh chị thông cảm anh chị nhé. Ok, anh chị nhớ like nhé, nhớ like và thả tim ủng hộ kênh anh chị nhé, tạo cái sự tương tác cho kênh. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Như vậy phiên ngày hôm nay là cái phiên bật tăng tương đối là tích cực, đúng không anh chị? Kết thúc phiên VN-Index đóng cửa 1205, tăng 28,2 điểm, tương đương với 2,4%, với 435 mã tăng và 69 mã giảm, thanh khoản là 16,8 nghìn tỷ. VN30 đóng cửa 1232.1, tăng 31,8 điểm, tương đương với 2,65%, với 30 mã tăng áp đảo, không mã giảm, đâu đó thanh khoản là 7,3 nghìn tỷ. Hà Nội Index tăng 5,2 điểm, tương đương với 2,35%, thanh khoản là 1,5 nghìn tỷ. Upcom đóng cửa tăng 0,86 điểm, tương đương với 0,98%, thanh khoản là 406 tỷ. Như vậy tổng thanh khoản cũng đã có sự cải thiện ở trong nhịp ngắn hạn trên tất cả các sàn là 21,8 nghìn tỷ. Trong những nhịp bật tăng trong ngắn hạn thời điểm hiện tại, chúng ta có sự đóng góp tương đối tích cực từ các sự hồi phục của các cái nhóm cổ phiếu trụ mà chúng ta chia sẻ trong giai đoạn vừa qua, đúng không chị? Đặc biệt phiên ngày hôm nay ngân hàng giúp cho VN-Index tăng 7,8 điểm, bất động sản giúp cho VN-Index tăng 4,3 điểm, hóa chất 2,8 điểm, dịch vụ tài chính chứng khoán tiếp tục đà bật tăng 2,7 điểm, viễn thông cố định 2,4 điểm, kim loại thép bật tăng cuối phiên giúp VN-Index tăng 1,9 điểm và một số các cái nhóm ngành cổ phiếu khác, bán lẻ, xây dựng vật liệu, sản xuất thực phẩm, vận tải, dầu khí, điện, vân vân. Như vậy phiên ngày hôm nay từ sự tác động của các cái nhóm ngành cổ phiếu trụ phục hồi, bật tăng tương đối tích cực lan tỏa đến các cái nhóm ngành cổ phiếu khác. Đặc biệt là phiên ngày hôm nay anh chị thấy là nhóm ngành bất động sản có lực cầu và động lực hồi phục trong ngắn hạn tương đối tích cực sau chuỗi ngày điều chỉnh. Đây là tín hiệu tốt ở trong ngắn hạn khi các nhóm ngành cổ phiếu trụ đang lần lượt đâu đó hồi phục, giúp cho VN-Index giữ được vùng cân bằng và tiếp tục cái động lực hồi phục. Đấy chị. Như vậy phiên ngày hôm nay anh chị thấy này, nhóm ngành bất động sản đúng không? Hồi phục tương đối tốt này. Đó, bật tăng tương đối tốt và thậm chí là rất nhiều cổ phiếu tăng trần. Nhóm ngành ngân hàng thì động lực hồi phục được 3 phiên rồi, đúng không chị? Động lực hồi phục tích lũy trở lại được 3 phiên rồi, đúng không? Đây là cái kịch bản mà chúng ta chia sẻ với nhau, cái cơ hội của nhóm ngành ngân hàng hồi phục trở lại, đúng không chị? Như vậy phiên ngày hôm nay thì động lực hồi phục của ngân hàng là tốt này. Dịch vụ tài chính chứng khoán thì đã có nhịp hồi phục từ quanh vùng hỗ trợ được 3 phiên, đúng không? Cách đây 3 phiên thì Nhất cũng chia sẻ anh chị về cổ phiếu của nhóm ngành dịch vụ tài chính chứng khoán có cơ hội hồi phục và tích lũy trở lại tương đối tích cực, đúng không chị? Như vậy thì động lực duy trì tác động đến VN-Index trong ngắn hạn là tốt này. Ngân hàng cũng tương đối tốt này. Dầu khí trong giai đoạn hiện tại sau 2 phiên chứng lại đà giảm, đúng không? Cho thấy vị thế giảm yếu thì nhịp này đang xuất hiện những vùng Kijun phẳng phía bên trên này, đâu đó có cơ hội động lực hồi phục và tích lũy trở lại trong ngắn hạn. Đấy chị. Hầu hết các cái nhóm ngành cổ phiếu này thì chúng ta cũng chia sẻ với nhau, ngay cả nhóm ngành dịch vụ tài chính chứng khoán hay nhóm ngành dầu khí hay nhóm ngành ngân hàng thì nó đang trên một kênh xu hướng tăng chủ đạo. Đấy chị. Nhịp này là nhịp điều chỉnh tích lũy trở lại ở trong kênh trung hạn, đúng không chị? Sau khi tiệm cận đến kênh vùng hỗ trợ trong ngắn hạn đang bật hồi lên tương đối tích cực, nói chị. Đó, nhóm ngành thép cũng vậy, kênh trung hạn duy trì trên cái kênh tăng, nói chị. Trong cái nhịp này thì nhóm ngành thép thì chúng ta cũng chia sẻ một vài phiên gần đây rồi, động lực nó đang giảm yếu rồi, khả năng đâu đó nó sẽ có cái nhịp hồi phục loanh quanh vùng này, nói chị. Như vậy phiên ngày hôm nay vào cuối phiên cổ phiếu HPG kéo lên rất mạnh, cũng như là từ đó lan tỏa đến một số các nhóm cổ phiếu khác như HSG, Nam Kim rồi VGS vân vân. Động lực hồi phục trong ngắn hạn là tốt. Rồi bên cạnh đó thì vận động của VN30 hồi phục khá tốt nha. VN100 cũng đang trên cái đà quán tính hồi phục được 3 phiên. Midcap cũng đang trên động lực hồi phục được 3 phiên. Small cap cũng vậy, chứng lại đà giảm đâu đó tầm khoảng được 3 phiên rồi. Và nhịp này đang có cơ hội động lực hồi phục chủ đạo. Đúng chị? Đó, như vậy thì động lực hồi phục chủ đạo của các cái nhóm ngành cổ phiếu trong ngắn hạn đang tương đối tốt. Đặc biệt là một số các cổ phiếu trụ như nhóm ngành bất động sản hoặc là nhóm ngành ngân hàng, dịch vụ, tài chính, chứng khoán. Đúng không chị? Đó. Thì như vậy thì chúng ta quay trở lại về vị thế của các cái nhóm ngành cổ phiếu trụ tác động đến thị trường VN-Index là tương đối tốt rồi. Đó chị, một kênh xu hướng chủ đạo trong trung hạn, đặc biệt những nhịp chỉnh trong ngắn hạn giai đoạn vừa qua thì em chia sẻ với chị, hầu hết các cổ phiếu nó đang tích lũy quanh vùng đỉnh, nó có những cái rủi ro là điều chỉnh một nhịp ngắn hạn để tích lũy lại ở trên kênh trung hạn. Đó là yếu tố chia sẻ anh chị hạ tỷ trọng 5 đến 7 tuần quanh vùng đỉnh này để chuẩn bị cho cơ hội về đến quanh tầm khoảng 1155, 1190 là cái vùng mà anh chị bắt đầu gia tăng tỷ trọng trở lại. Đặc biệt là trong cái nhịp phiên ngày hôm bao nhiêu ạ? 19 tháng 4, đúng không? Trên nhịp điều chỉnh về đến vùng cân bằng như này là cái vùng cơ hội tương đối lớn để anh chị cover hàng, đúng không anh chị? Đó, thì giai đoạn này khi mà nhịp điều chỉnh nó tiệm cận về quanh vùng cân bằng cũng như là vùng trung bình trong vòng trong vòng tầm khoảng 65 tuần gần nhất, là quanh vùng trung bình về chỉ số của VN-Index trong vòng 1 năm gần nhất, nó là vùng hỗ trợ tương đối mạnh cho thì một cái cơ hội động lực hồi phục trong ngắn hạn đi lên, nói chuyện đó. Cho nên vùng này là vùng tương đối thuận lợi để cho anh chị mạnh dạn gia tăng một phần tỷ trọng trong giai đoạn này, nói chuyện đó. Mà rất nhiều cổ phiếu nhất phí mà anh chị giai đoạn vừa qua thì như TNG rồi PHR rồi GVR này, GIL, FCN, BSI rồi VIB, một số các cổ phiếu khác. Đó thì thời điểm hiện tại là hàng về rồi nha anh chị nhá. Các cổ phiếu gia tăng tỷ trọng trên vị thế trung hạn là hàng về rồi anh chị nhá. Hàng về GVR cũng gia tăng, phiên ngày mai tăng 7,3%. Dư mua trần luôn anh chị. Nói chuyện và một số các cổ phiếu khác. Thì với vận động của thị trường trong giai đoạn này, chúng ta cũng vẫn củng cố tinh thần với nhau một cái kênh xu hướng ở trên kênh chung dài hạn mà các cái nhóm ngành cổ phiếu trụ nó vẫn duy trì và tác động đến thị trường chủ đạo nhé. Đó, dịch vụ, tài chính, chứng khoán cũng như vậy, đúng không? Thì thời điểm hiện tại cái kênh trung hạn của chúng ta thì vẫn duy trì được. Đó, và những cái nhịp mà cách quá xa những vùng cân bằng như này thì nó cần thiết một cái nhịp tích lũy trở lại để trước khi tiếp tục cái kênh tăng mà chúng ta dự kiến vào tầm khoảng cuối quý 3, đầu quý 4 này nhá. Đó, thì đối với nhịp điều chỉnh hoảng loạn ở trong thời điểm hiện tại thì đây nó mang tính chất là nhịp điều chỉnh và tích lũy trở lại sau 25-20 tuần bật tăng. Đấy chị, điều chỉnh tích lũy lấy lại cân bằng trong vùng này. Dự kiến thì mà chúng ta chia sẻ với nhau là tích lũy trong biên độ hỗ trợ là quanh cái vùng 1155 và vùng cản là vùng 1294. Như vậy thì khả năng là trong vòng ít nhất tầm khoảng một vài tháng tới thì VN-Index khả năng là tích lũy sideways trong biên độ này. Đó, và vẫn duy trì được cái vị thế kênh tăng ở trong trung hạn cũng như là cơ hội tạo đáy trong trung và dài hạn vẫn duy trì tốt nha anh nhá. Đó. Thì đối với vận động thời điểm hiện tại thì đầu tiên là về các nhóm ngành rồi. Cái thứ hai là về vận động các cái nhóm các cái chỉ số của nền kinh tế lớn trên thế giới nó đang vận động như nào, khả năng tác động đến VN-Index ở trong trung hạn ra sao thì chúng ta vẫn luôn củng cố với nhau. Vị thế của Dow Jones thì đang trên một cái kênh xu hướng bật tăng, đúng không chị? Nhịp này là sau một cái nhịp bật tăng thì nó tích lũy trở lại, đúng không chị? Tích lũy trở lại. Đó, vẫn duy trì trên kênh tăng trung hạn ổn định xuyên suốt 15-16 tháng nhé anh chị nhá. UK 100 cũng tương tự như vậy, sideways up. Đó, thậm chí cái nhịp ngắn hạn thì đang trên cái động lực bật tăng trong ngắn hạn tiệm cận quanh vùng đỉnh. Đó chị, tôi thấy duy trì được cái động lực bật tăng trong ngắn hạn. Rồi tiếp đến là Nikkei của Nhật cũng vậy, đang duy trì một trend tăng, vẫn duy trì được nhịp này sau một nhịp bật tăng mạnh thì nó đang tích lũy điều chỉnh trong ngắn hạn. Đây cũng là yếu tố mà chúng ta chia sẻ với nhau về những cái nhịp mà VN-Index sẽ có khả năng bị tác động bởi diễn biến tình hình thị trường thế giới. Đó, khả năng chỉnh một nhịp trong ngắn hạn, tích lũy trở lại một nhịp trong trung hạn trước khi tiếp tục một kênh tăng trong trung hạn, đúng không chị? Như vậy thì kênh xu hướng chủ đạo diễn biến tình hình thế giới vẫn là một kênh tăng, nhưng nhịp này đang một nhịp điều chỉnh, tích lũy lại và lấy lại cân bằng, đúng không chị? hay máu nhà đầu tư trong giai đoạn này. Đó. Cho nên là trên một kênh xu hướng tăng chủ đạo, những nhịp mà rung lắc hoảng loạn như này nó là cơ hội, rung lắc điều chỉnh hoảng loạn trong giai đoạn này nó là cơ hội để anh chị nhặt nhạnh, cover lại, mua lại tỷ trọng đã bán ở quanh cái vùng mà có nguy cơ rủi ro cao, đúng không anh chị? Nhất chia sẻ anh chị giai đoạn vừa qua là khá nhiều rồi, đúng không anh chị? Khi mà cái vùng mà nguy cơ nhiều hơn cơ hội, anh chị cũng kiểm soát lòng tham tốt hơn hết là lên giao dịch tỷ trọng 50% cổ phiếu, 50% tiền. Ưu tiên những nhịp rung lắc điều chỉnh này, anh chị có thể lấy lại vị thế và tối ưu lợi nhuận ở trong ngắn hạn trong cái biên độ giao dịch này. Đó. Như vậy thì những nhịp mà hạ tỷ trọng quanh vùng này thì đây là cái vùng mà anh chị có thể mạnh dạn gia tăng trước một phần tỷ trọng. Đó anh chị. Cái vùng mà khả năng có cơ hội là động lực hồi phục trở lại một nhịp, trước mắt là một nhịp trong ngắn hạn. Vùng mà có khả năng đảo chiều cả về ngắn hạn và trung hạn, quanh vùng này anh chị có thể mạnh dạn gia tăng dần một phần tỷ trọng. Đấy chị, đã bán ở quanh cái vùng bên trên. Đó là cơ hội tương đối sáng và rủi ro có nhưng thấp, đúng không chị? Đó. Cho nên trong giai đoạn vừa qua thì xuyên suốt trong vòng mà 4 đến 5 phiên gần đây chia sẻ anh chị mạnh dạn, anh chị. Vùng rủi ro nhiều hơn cơ hội anh chị có thể cược được, đặc biệt là VN-Index trên một kênh xu hướng tăng chủ đạo. Đúng không chị? Về diễn biến tình hình thị trường thế giới đang tương đối ổn. Tình hình các vận động các nhóm ngành cổ phiếu trụ tác động trực tiếp đến chỉ số của VN-Index nó vẫn đang duy trì được cái kênh tăng trong trung hạn. Đó, nhịp này là nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn, bởi vì giai đoạn vừa qua tăng tương đối mạnh rồi, đúng không? Đối với cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng, chứng lại tích lũy này, đó cần thiết là những nhịp điều chỉnh để tích lũy trở lại, lấy lại sự cân bằng. Đó chị. Như vậy thì động lực hồi phục này là tốt, này nha, là tốt ở trong ngắn hạn, nó mở ra một cái cơ hội cho VN-Index là cơ hội đảo chiều quanh vùng này, đúng không? Đảo chiều nhịp giảm ngắn hạn quanh vùng này. Như vậy thì những cái điểm mà nhặt ở phía bên vùng biên hỗ trợ bên dưới là vùng thuận lợi cho anh chị nắm giữ cả về ngắn hạn và kỳ vọng có cả vị thế trong trung dài hạn trong giai đoạn tới. Nếu kịch bản đây là vùng VN-Index đảo chiều tạo đáy ngắn hạn. Anh chị, hầu hết các nhóm ngành cổ phiếu giai đoạn hiện tại nó mới là một cái nhịp hồi phục thôi anh chị ạ. Đó. Đó, dầu khí là nhịp hồi phục, ngân hàng nó cũng đang trong một cái nhịp hồi phục lên để tích lũy. Rồi các cổ phiếu dịch vụ tài chính chứng khoán cũng vậy, nhịp này làm sao ạ? Mới là nhịp hồi phục tích lũy thôi. Tích lũy trở lại sau một nhịp điều chỉnh. Bất động sản tương tự như vậy, phiên ngày hôm nay là phiên hồi phục đầu tiên. Đó chị, phiên hồi phục đầu tiên sau chuỗi ngày giảm mạnh và điều chỉnh về quanh vùng biên bên dưới là nó mới đang đánh dấu là những nhịp hồi phục để tích lũy trở lại ổn định. Đó. Chưa đồng nghĩa với việc là các cổ phiếu này đã tạo đáy nha chị nha. Nó có cơ hội đảo chiều trong ngắn hạn, tạo đáy trong ngắn hạn, nhưng chưa có tín hiệu xác nhận ở trong giai đoạn này, đúng không chị? Cho nên là quay trở lại đối với các nhóm ngành cổ phiếu đang tích lũy trên một cái kênh tăng trong trung hạn và nhịp hồi phục thứ nhất. Đó, chưa đồng nghĩa với việc các cổ phiếu này đã tạo đáy quanh vùng này, nhưng cơ hội mà biên tích lũy quanh vùng này, anh chị có cơ hội đánh một nhịp hồi phục ngắn hạn. Đó, bởi vì chúng ta còn đánh giá với nhau là thị trường nó còn sideways quanh cái biên này ít nhất tầm khoảng 1 đến 2 tháng. Đó chị. Cho nên là làm sao ấy nó tiệm cận quanh vùng biên bên dưới là vùng anh chị nhặt nhạnh, thiết lập vùng quản trị rủi ro trong ngắn hạn, thiết lập vùng tỷ lệ risk reward hợp lý. Anh chị nhé. Đúng anh chị. Sideways tích lũy trong biên độ này nó cũng đang thể hiện là cái nhịp tích lũy thôi. Khi nào mà đâu đó là bước vào kênh tăng này, nói chị, tín hiệu bật tăng này, tiếp tục kênh tăng trong trung dài hạn là vượt 1194 anh chị nhá, vượt 1194. Kịch bản nhịp này bật tăng lên có tiệm cận quanh vùng đỉnh thì cũng khả năng chưa vượt được ngay đâu anh chị, chưa lên được ngay đâu, bởi vì cái khối lượng hàng nhà đầu tư quanh vùng này còn tương đối lớn, khối lượng tương đối lớn này và những động lực hồi phục lên như này, đâu đó là thanh khoản nó vẫn là thấp. Đó, cho nên là nếu giả sử như động lực mà vượt được ngay nó cần phải khối lượng cực kỳ lớn để hấp thụ cái nguồn cung quanh vùng này. Cho nên là trước mắt thì giai đoạn này nó là đang nhịp hồi phục tích lũy trở lại. Đó, thì cái chiến lược đánh trong giai đoạn này thì nhất ưu tiên cái chiến lược rung lắc mua đỏ anh chị nhá. Còn đầu xanh mà kéo lên trong giai đoạn tới thì dự kiến chúng ta cũng chia sẻ nhau rồi. Đó anh chị. Tầm khoảng 3 đến 4 phiên gần đây thì nhất vẫn chia sẻ anh chị ở trên livestream rồi. Nó chủ đạo cái nhịp này rung lắc tích lũy thì khả năng nó cũng là nhịp kéo lên quanh cái vùng cân bằng là tầm khoảng 1220, 1230 đó chị. Đó. Đó chị, trước mắt là cần phải xử lý quanh vùng này này, đó chị. Và rất nhiều các nhóm ngành cổ phiếu cũng vậy, hồi phục lên đây là chuẩn bị gặp cản ở đâu đó tầm khoảng một vài phiên nữa, nếu mà kéo là chuẩn bị gặp cản ở trong ngắn hạn anh chị. Đó đây này, chứng khoán này, cản Kijun này, đó chị, cản Kijun này, bất động sản này cản Kijun về phía bên trên này, dầu khí cản Kijun còn xa anh chị nhá, như vậy dư địa của dầu khí là vẫn còn này. Ngân hàng cũng tương tự vậy rồi, dịch vụ tài chính chứng khoán cũng ngay gần rồi đó chị. Cho nên là trong giai đoạn này anh chị đừng vội mua những cái nhịp mà các cổ phiếu đã kéo lên xanh mà tiệm cận đến quanh vùng Kijun này là nguy hiểm bị lắc nha, chưa chắc hàng về anh chị đã có ăn trong T cộng đâu đó, lên ưu tiên những nhịp rung lắc như này này đó chị. Đó, hôm qua cũng chia sẻ anh chị đúng không, một số cổ phiếu như VIX này chẳng hạn, anh chị rung lắc anh chị nhặt được này đó chị, một số cổ phiếu này PDR này đúng không chị, học phí anh chị nhặt này, GVR này đó chị, nhặt này đúng không chị. Như vậy thì rung lắc điều chỉnh đỏ thì trên những cái nhịp mà bật hồi trong giai đoạn tới thì khả năng nó sẽ có những cái áp lực tiếp cung quanh những cái vùng mà trung bình về chỉ số, trung bình về giá của các cổ phiếu tương tự như này. Cho nên anh chị hạn chế nhá, những cổ phiếu là bật tăng tầm khoảng 3 đến 4 phiên mà tiệm cận đến quanh cái vùng Kijun 17 ấy, anh chị hạn chế nhặt nhá. Lên đến quanh vùng này thì khả năng nó sẽ có cái nhịp rung lắc này. Đó. Cho nên là rất rủi ro đối với anh chị là mua đuổi giá xanh trong nhịp này. Đó, mua đuổi giá xanh trong nhịp này. Cho nên anh chị cũng lưu ý nhé. Trong giai đoạn này thì Nhất kỳ vọng đối với diễn biến thị trường VN-Index này trước mắt nó tiệm cận này quanh tầm khoảng 1220, 1230. Xem nó phản ứng quanh cái vùng này như nào, lực cầu của thị trường ra sao đã. Đó. Trước mắt thì anh chị xác định là tâm thế những cái điểm mà bắt trong giai đoạn này một nhịp ngắn hạn lên đây đã. Đó. Khả năng sau đó nó rung lắc điều chỉnh mà lực đỡ tốt ấy. Đó, khi nào nó break out vượt được cái biên này này đó chị, thì khi đó thị trường mới chính thức là đâu đó đảo chiều về kênh tăng nha anh chị nhá, trong ngắn hạn. Đó, đây này anh chị, nó VN-Index này nha anh chị nhá, 1225 1230 đó. Khả năng động lực bật tăng trong ngắn hạn lên đến quanh cái vùng 1224 đến quanh cái vùng 1230 thì khả năng sẽ có cái nhịp rung lắc nhá. Đó. Và trên cái động lực bật tăng như này thì ưu tiên những nhịp rung lắc cổ phiếu anh chị mua, đừng mua xanh anh chị nhá. Mua xanh trong giai đoạn này nhất ngại là anh chị về chưa chắc đã có ăn đâu. Đó. Mua đuổi xanh là thận trọng. Phiên ngày hôm qua chia sẻ anh chị rồi, rung lắc điều chỉnh là anh chị nhặt được trong phiên chiều này, đúng không? Thậm chí là phiên ngày hôm qua còn chia sẻ anh chị một trong những cái cổ phiếu mà anh chị có thể là đâu đó là mua được đúng không? Cổ phiếu gì nhỉ? Cổ phiếu PVS đúng không anh chị? Phiên ngày hôm qua anh chị mua PVS là điểm vào cũng tương đối đẹp. Nói chị đây này, hôm qua anh chị mua mấy cổ phiếu giá đỏ là ok, ví dụ như phiên ngày hôm qua thị trường rung lắc vào và cuối phiên chiều ấy đó, anh chị nhặt thì ok, bởi vì VN-Index test lại quanh cái vùng đáy, test lại quanh cái vùng 1166 đúng không, là cái điểm mà anh chị nhặt là ok đấy anh chị. Đó, mạnh dạn nhặt ở trong giai đoạn này bởi vì thị trường nó đang vùng hỗ trợ mạnh trên kênh trung hạn. Đó chị. Đó, PVS hôm qua anh chị nhặt thì hôm nay được ngay 5%. Đấy nhá. Đó đây này. Bình tĩnh cứ đánh theo kiểu như này anh chị. Đây này, hôm qua anh chị mua PVS ở đây là ok này. Đúng, hôm nay anh chị ăn ngay 5%. Đó, nhịp vừa qua cũng vậy, rung lắc đỏ anh chị nhặt. Thì tầm này lúc thị trường xanh thì hàng anh chị về rồi. Đấy chị. Đó, hàng em Nhất và anh em trong team này bắt đầu cover cái lượng hàng ở trong trung hạn anh chị nhá. Đó. Một số cổ phiếu nhịp vừa qua này bắt đâu chị, GVR cũng chia sẻ anh chị rồi đúng không chị? Trung dài hạn thì room khuyến nghị của Nhất vẫn đang nắm giữ nha anh chị nhá. Bán 1/2 rồi, nhịp này quay trở lại mua gia tăng trở lại đối với GVR 1/2 đã bán. Đúng không chị? Phiên ngày hôm nay cũng đâu đó là được tầm khoảng hơn 7%. Và cuối phiên thì dư mua trần khá tốt anh chị. Đấy nhá, cuối phiên là dư mua trần này. Rồi một số cổ phiếu làm sao ạ? Phím anh chị công khai luôn. PHR này, phím anh chị kèo cà phê này. Rồi GIL phím anh chị kèo cà phê này. Đó, GVR cũng kèo cà phê rồi, VIX cũng vậy này. Đúng chị, SSI thì cũng chia sẻ anh chị rồi này. Nhịp vừa rồi Nhất nhặt VIX này, SSI này. Đúng chị. Và một số cổ phiếu như BSI này. Đó. Cái nhịp mà thị trường đang rung lắc anh chị. Giai đoạn này thì anh chị lên đánh như vậy cho Nhất để an toàn hơn anh chị nhá. ưu tiên những nhịp rung lắc làm sao tiệm cận ở quanh cái vùng 1180, đúng không? 1180 cộng trừ gì đó. Đây này anh chị, 1180, 1190 nếu giả sử nó rung lắc anh chị nhá. Đó, trên cái động lực nếu giả sử như nhịp này nó kéo lên mà vùng 1224 đến vùng 1230, anh chị cũng thận trọng, hạn chế mua hàng ngắn hạn nhé. Đặc biệt là anh chị nào muốn cơ cấu cổ phiếu thì lên cơ cấu quanh tầm khoảng 1224 đến quanh vùng 1230 đấy nhá. Bởi vì diễn biến của VN-Index ở trên kênh giảm ở trong ngắn hạn thì nó vẫn chưa kết thúc đâu anh chị. Kênh giảm trong ngắn hạn vẫn chưa kết thúc anh chị. Ở đây mới là đánh dấu một nhịp hồi phục lên những cái vùng cân bằng ở trong nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn thôi. Đó. Đúng không? Nó hồi phục lên vùng cân bằng này, nó hấp thụ cung tốt ở quanh cái vùng mà trung bình về chỉ số của VN-Index trong vòng 17 tuần gần nhất, 17 phiên gần nhất. Đó. Thế là trung bình về chỉ số trong vòng 1 tháng gần nhất nó đang quanh tầm khoảng 11 12 24, 1230. Đó, như vậy để mà đi lên được nó cần phải hấp thụ được cái cung tốt ở quanh vùng này và lực cầu tốt breakout vượt được quanh cái vùng 1225, 1230. Khi đó chúng ta mới xác nhận cái vị thế đảo chiều của VN-Index có cơ hội cao anh chị nhá. Đó. Cho nên anh chị lưu ý, anh chị nào chưa cơ cấu được, chưa bán được, chưa tối ưu lợi nhuận được, chưa hạ được tỷ trọng trong cái giai đoạn vừa qua, cảnh báo anh chị 5-7 tuần quanh vùng này thì tranh thủ những nhịp hồi phục lên quanh tầm khoảng 1230, anh chị canh cơ cấu lại nhá. Đó, nhịp này mới đánh dấu là nhịp hồi phục thôi. Và chúng ta bám sát xem nó xử lý quanh cái vùng cản này như thế nào. Cái tín hiệu thì các cái nhóm ngành cổ phiếu thì khả năng cũng một số các nhóm ngành cổ phiếu có cơ hội đảo chiều rồi. Đặc biệt là bất động sản này, cơ hội đảo chiều rồi này. Đó, dầu khí nhịp này cũng có cơ hội đảo chiều nhá anh chị nhá. Đó, kim loại thép thì chưa, thực sự là nó phải là một đâu đó phải về đến trung bình giá 1 năm gần nhất thì độ tin cậy nó cao hơn. Ngân hàng nhịp này là mới là cái nhịp hồi phục trong ngắn hạn thôi anh chị. Cho nên là khả năng trên những nhịp hồi phục lên trong giai đoạn tới, ngân hàng nó cũng tương tự như 2, 4, 6, 8 8 tuần trước lình xình sideways tích lũy trong nhịp này. Đó, khi nào đâu nó cầu vào tốt là cái thứ nhất, cái thứ hai mà breakout vượt đỉnh đi lên thì lúc đó chúng ta mới đánh giá về ngân hàng khả năng tiếp tục nhịp kéo VN-Index trên một kênh xu hướng tăng trong trung hạn chủ đạo. Đó. Dịch vụ tài chính chứng khoán tương tự như vậy anh chị. Nhịp này và hồi phục lên lình xình tích lũy breakout vùng đỉnh thì lúc đó chúng ta mới kỳ vọng là tiếp tục chứng khoán nó kéo tiếp anh chị nhá. Đó, cho nên anh chị lưu ý nhá, kịch bản VN-Index khả năng thì dư địa bật tăng và bật hồi, khả năng còn lên được nhịp 1224 đến vùng 1230, đây là vùng cản trong ngắn hạn. Và vùng này thì anh chị cũng lên hạn chế mua hàng ngắn hạn nhá. Đó. Thị trường thì khả năng phân hóa, nhưng cái yếu tố lựa chọn điểm vào và thiết lập vùng quản trị rủi ro là yếu tố quan trọng nhất ở trong nhịp này. Đúng không? Cách đây tầm khoảng 3 đến 4 phiên thì phím anh chị rồi. Đó, anh chị nào không bắt được giá đỏ trong những cái giai đoạn này thì trên cái nhịp bật tăng trong giai đoạn tới thì nhặt nhạnh để thận trọng cao độ một chút anh chị nhá. Đó, đặc biệt anh chị nào chưa có cái điểm mua cổ phiếu hoặc là chưa có cổ phiếu để mua bán, anh chị có thể đồng hành cùng em Nhất và anh em trong team nhá, để thiết lập cho anh chị những điểm mua bán và quản lý rủi ro một cách rõ ràng và cụ thể, và thống kê danh mục cho anh chị làm sao giúp anh chị tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế thiệt hại ở trên thị trường anh chị nhá. Đây là cái vùng mà cơ hội tương đối lớn ở trong trung dài hạn. Đó, cho nên trong giai đoạn này Nhất cũng chia sẻ anh chị rồi, đặc biệt là cái nhịp này anh chị về với team em Nhất càng sớm càng tốt thì anh chị sẽ lựa chọn được cái điểm mua để mà thiết lập những cái vùng quản trị rủi ro, tỷ lệ risk reward nó hợp lý, vùng lời trên lỗ nó hấp dẫn, đủ tự tin và khách quan để anh chị nắm giữ lâu dài. Một là chấp nhận ăn ít hoặc mất ít, hai có thể là đánh một nhịp với tỷ lệ risk 13, 14, 15, thậm chí là ăn bằng lần ở trong trung dài hạn, tương tự như trong giai đoạn mà chúng ta đánh các cổ phiếu ở trong nhịp mà cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Đúng không anh chị? Cuối tháng 10 và đầu tháng 11 anh chị nhỉ? Đó. Tất cả những cái điểm mua đẹp ở trong ngắn hạn cũng như trong trung hạn, anh chị có thể chấp nhận được nhịp rung lắc của thị trường trong vòng một vài tuần vừa qua. Đó, anh chị nhá. Thời điểm hiện tại nhá, các cái vị thế như VIX hay là FTS, BSI, MBS hay một số các cổ phiếu khác thì thời điểm hiện tại là vị thế danh mục của room trung hạn này vẫn đang nắm giữ anh chị nhá. Đó. Đó, thì tranh thủ những cái nhịp rung lắc điều chỉnh như thế này, anh chị có thể là cover lại hàng đã bán, đúng không? Ví dụ như GVR phím anh chị quanh vùng này, kênh xu hướng là vẫn là một cái kênh tăng. Đúng không anh chị? Nếu anh chị nhìn là kênh xu hướng nó vẫn là một cái kênh tăng. Đó, nhịp điều chỉnh hoảng loạn về những vùng hỗ trợ trong trung hạn và ngắn hạn, anh chị có thể là cover lại hàng, đánh một nhịp trước mắt, những nhịp tích lũy ở đây đã, anh chị. Đó, để giúp cho anh chị tối ưu hóa lợi nhuận ở trong những cái biên nó rung lắc điều chỉnh trong ngắn hạn như thế này, anh chị nhá. Đó, các cổ phiếu trong trung dài hạn thì Nhất vẫn củng cố anh chị vị thế thuận lợi, bắt những nhịp trước anh chị vẫn nắm giữ. Đó, và những cái nhịp rung lắc điều chỉnh hoảng loạn đến thời điểm hiện tại thì nó lại xuất hiện những cái điểm mua cả về ngắn hạn, thiết lập vùng quản trị rủi ro cho trung hạn. Đó, cố gắng kiên nhẫn làm sao để giúp anh chị tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế thiệt hại, anh chị nhé. Hy vọng là chúng ta có cơ hội đồng hành với nhau trong giai đoạn tới. Đó, anh chị nào chưa có tài khoản VBS, anh chị có thể mở tài khoản trên app VBS Smart One và điền giúp em Nhất mã B592 trong cái phần giới thiệu này, ấn xác nhận và liên hệ em Nhất qua số điện thoại trên màn hình để đồng hành cùng anh em trong team, anh chị nhá. Bên cạnh đó thì đối với anh chị nào mà có tài khoản VBS rồi thì có thể thao tác theo bước 1, 2, 3, điền giúp em Nhất mã B592 và ấn xác nhận, liên hệ với em Nhất qua số điện thoại trên màn hình nhé. Thì chúng ta cùng đồng hành trong giai đoạn tới, cùng lựa chọn và quản lý danh mục cho anh chị. Đặc biệt là đối với anh chị mà bận rộn không có thời gian bám sát với diễn biến thị trường, anh chị vẫn vướng phải tâm lý gồng lỗ và chốt lời lon, thì anh chị có thể là liên hệ và kết nối giúp em Nhất, anh chị nhé. Ok, cuối cùng thì cảm ơn anh chị đã quan tâm và lắng nghe, và hẹn gặp lại anh chị vào những video livestream sau. Đó, anh chị xem sau thì nhớ giúp em Nhất một like, một tim, anh chị nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video phân tích sau.